Hiện nay, các mô hình liên kết trồng dưa chuột trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo thu nhập tốt cho bà con nông dân, góp phần giúp các địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hiện nay, bên cạnh hai cây trồng chủ lực là bưởi và hồng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang chú trọng phát triển cây dưa chuột theo hướng hàng hóa. Đây là cây ngắn ngày, mỗi năm có thể canh tác 3 vụ. Liên kết với hợp tác xã Minh Tâm nên toàn bộ sản phẩm được bao tiêu đầu ra, giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Trồng được cái cây dưa chuột này là thu nhập là ổn định, mỗi một vụ thì trừ hết là chi phí đi thì mỗi một sào còn được 7 triệu. Tới đây thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch để giao cho hợp tác xã nông lâm nghiệp của xã, hội nông dân và các thôn trên địa bàn xã tận dụng những cái phần diện tích đất nó hợp lý để tập trung vào việc là sản xuất cái cây dưa chuột này. Với sự vào cuộc như vậy thì tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới là các hộ gia đình cá nhân ở trên địa bàn xã Xuân Vân sẽ yên tâm sản xuất và đảm bảo cho cái mức tiêu thụ mà bên hợp tác xã bao tiêu sản phẩm yêu cầu. Là đơn vị thu mua sản phẩm cho phần lớn các hộ trồng dưa chuột trên địa bàn tỉnh, hợp tác xã Minh Tâm có cam kết rõ ràng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con phát triển cây trồng này. Đối với các hộ nông dân thì hợp tác xã vẫn đang liên kết là hỗ trợ với nông dân giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và kỹ thuật đồng hành cùng. Và sau khi bà con có sản phẩm, hợp tác xã thu lại cái sản phẩm đó và từ đó bà con sẽ thấy hiệu quả kinh tế bà con nhân dân. Dưa chuột được hợp tác xã Minh Tâm ký kết tiêu thụ chủ yếu tại các siêu thị lớn như Vinmart. Do đó, những yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như tính an toàn trong quá trình cam kết khắt khe, đòi hỏi người trồng dưa phải thay đổi nhận thức trong cách làm nông nghiệp, hướng tới sản xuất an toàn và chuyên nghiệp hơn. Điều này cũng là nền tảng để tạo ra những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, chất lượng cao và có sự liên kết chặt chẽ, bền vững từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.